Xin chào các bạn. Nay ta giải cục Rubik Pago. Pago này nó có mấy cục giống nhau không? Thì các bạn về phá thì bình thường thôi. Nhích ra giữa rồi xây cái đường giữa này thôi thì nó phá được thôi. Nó vậy thôi, nó dễ, không có gì, mình không có chỉ rainbow chỉ cho nó mất công. Các bạn đã cầm cục này lên lên chơi là các bạn cũng biết một cái số cái về Rubik rất là nhiều rồi. Không cần phải chỉ không? Đầu tiên vô là mình sẽ xếp nó lại thành một cái khối, đúng không? Bây giờ mình xếp không, đưa cái góc lên cạnh nè, thử ra được không? Rồi, được một cái này không? Đó, bạn xếp lại. Có những cái cụm nào nó chui vô đây nè, nó làm cho kẹt á, gây kẹt á, nó chui vô đó thì các bạn chú ý chút xíu, làm xong nhớ trả về, đúng không? Cái này nè, viên viên góc này, thế cái này nó xây cái này, dướng này không, mình coi nó dướng ở đâu vậy. Xích qua, dướng dướng viên này, viên này nè, thì cho xây nó qua bên này, đưa lên. Các bạn khi thấy dướng á, nó bị viên nào nó kẹt á, các bạn đưa nó chỗ khác, giờ nó đi chỗ khác, nó bị xéo nè, xéo cái đường này nè, chút xíu mình xếp nó lại sao không. Đây là cục Rubik rất là hay đó, rainbow nó cũng vừa vừa thôi ha, các bạn rainbow vừa tay thôi, mình thay viên này không, viên nào cũng được các bạn không, kẹt nè, để là vị trí của nó, bên này kẹt không, bên này không kẹt nè. Cái miếng này nó bị kẹt nè, thì mình phải coi một cái miếng nào đó mình thay thế vô. Lúc đầu nữa các bạn sẽ rất là bứt rứt với nó, mình cũng đang đây nè, chỗ này nè nó kẹt mà thấy không, rồi đây các bạn phải để vô ngay giữa, rồi hay là bằng di tản nó đi, nó thành một cái cụm mới. Chỗ này được nè, dù bạn để cái hình vuông vậy bạn thấy nhắm được rồi á, còn mà phải giữ nó, làm xong nhớ trả về ha. Kẹt nữa không? Qua đây kẹt viên này, đưa viên này qua đây, đưa lên không được, chỗ này cũng bị kẹt nè. Cứ từ từ các bạn, không có gì, cái khâu này thì không có gì hết trơn, ăn thua mình từ từ thôi, xong rồi nó chỉ đây bước trước thôi chứ còn thật sự không có gì, thay cái góc với cạnh thôi. Chỗ này cái nhum này, phải thay nó đi nè. Mệt quá ha, nó dướng dướng vậy đó các bạn, nó cứ dướng dướng vậy hoài à. Đây cái đống này là phải cắt nó đi nè, cắt nó đi vậy nè, rồi mình tìm cách mình di tản nó cách nào đó. Cái này không có chỉ làm như thế nào các bạn ha, cứ từ từ mà làm, từ từ là chút xíu nó thành khối à. Cái này nữa nè, cái đường này nè nó kẹt chỗ này nè, cái đường kẹt này không có viên nó chặn, viên này chặn nè, coi chỗ nào nó được được á, mình đưa nó cái viên này đi. Rồi lên đây coi, có viên nào thế được thế không, đừng đừng có vội thế các bạn điều chỉnh lại cho nó đều cái khối đi rồi thế,
Đấy, các bạn thế sớm quá cái nó kẹt tùm lum hết á, rồi làm xong nhớ trả về vậy này, đúng không, để đừng có gây kẹt. Viên này, viên này kiếm cái chỗ nào đưa nó xuống. Chỗ này có kẹt không? Chỗ này kẹt này, mệt quá không? Ok, thấy đẹp đẹp rồi đó không? Nó thành cái khối nè. Rồi những cái góc này cạnh này mình thay đổi được rồi nè. Cứ từ từ. Cái khâu này nhiều khi các bạn mới làm còn mất cả gần 1 tiếng đồng hồ với nó luôn á. Nhìn không? Không có gì phải vội không? Mà có gì đâu vội. Cái này đưa lên. Thay cái này được không? Đưa qua. Hên không? Hên nè. Mình chỉnh lại đều rồi đó. Bắt đầu nó đều rồi nè các bạn. Nó đều cái tay rồi đó không? Nhớ là điều cái tay nha, chứ bạn không điều cái tay hồi các bạn làm nó lệch lại. Viên này, viên này thay viên này có được không? Hên xui nha. Ok, viên này cái viên gốc nè nó chung vô giữa nè, theo cách mình bố trí á nó chung vô giữa thì mình phải kiếm cái viên cạnh ở dưới mình thay vô. Viên cạnh nó nằm đây nè, mình thay vô hơi dướng dướng nó không, nhưng mà các bạn làm xong các bạn trả về các bạn để về là rồi đó, các bạn không biết viên cạnh viên góc rồi nào mệt lắm. Được nè, chơi đu bích này nó hồi hộp lắm các bạn, mỗi đường xây của nó là mỗi sự hồi hộp, tại nó muốn kẹt lúc nào cũng kẹt ha. Này này thay cái viên này coi được không, được nè, xuống cưng kẹt này không, trả về đưa lại ngay khối. Nó kẹt làm sao kẹt ta, nó di tản này đi đi làm lại. Này, qua đây nó kẹt chỗ này, kẹt chỗ này, kẹt chỗ này, chỗ này nè. Chỗ này giờ kiếm cái này đưa xuống. Từ từ là được các bạn, cứ từ từ. Kẹt nữa nè. Kẹt ở đâu vậy ta? Kẹt cái gì bên này? Trở về. Đưa lên. Cậy nó đi. Cậy dưới này đi. Đưa qua bên này để coi sao. Còn có một viên đó đó là nó im lại cái gục cubit rồi. Kẹo nữa này kỳ vậy ta, lên không, lên không, lên là nó kẹt chỗ này, nó kẹt cái đống này. Ok, biết rồi. Vậy đống này không? Đưa cái này xuống. Đưa cái này xuống coi sao. Rồi, lên. Ok, những cái khúc này nè thì mình chỉ chỉnh lại còn lỗ gan viên rồi, chết màu rồi. Không sao, cái chỗ này không sao, chỉnh lại thành khối nè. Rồi những cái viên này mình làm R phẩy, D phẩy, rồi D mình chỉnh lại thôi. Cái này còn một viên không, nó lòi ra một viên đó, bạn đưa về khối vậy đó, lúc nào cũng phải gặt đúng chiều đúng khối vậy đó thì nó mới xuống được. Ủa sao lọt cái này nữa ta, có chịu ha. Giờ mình đưa cái này lên cho nó bằng đi, để có đường xây cho nó dễ.
Đều phải, đều phải. R, D, đều phải, đều phải. R. Hỏi D đi. Ok. Từ từ là được các bạn ạ. Đây, mình chỉnh cho nó bằng lại. Phải D phải R D R phải D phải R D chỉnh lại nó đỡ kẹt chút. Hình như nó được rồi đó, mình mong lung chỗ nào rồi. Rồi, tiếp tục trên này. Cái viên này, viên này nè. Quan trọng nhất là vô là có bằng chỉnh thành cái khối á, làm sao cho nó cái viên gốc nó đừng có bị dính một cái nùi. Còn sau đó thì mình chỉnh này nó dễ rồi, thay thế viên gốc thay thế viên cạnh nó dễ ôm. Nhất mà làm xong rồi bạn trả về vậy nè, chứ bạn quên trả đó. Nãy mình nói đi lại nhiều lần cái chỗ đó mà các bạn hay quên lắm, mình cũng hay quên nữa. Nó làm trả về không trả về cái nó thành cái khối khác, nó trường hợp nó giống như sinh mâm vậy đó, làm cái quên trả về cái nó thành cái khối khác, nó nằm tư thế đó mình đang chỉnh mà tự nhiên mình để im vậy cái mình đưa qua bên kia làm cái mình quên đem về nó thành một cái khối khác. Rồi còn hai viên này, hai viên này mướt rồi đó, bây giờ thay được rồi đó, hy vọng vậy. Dướng rồi nè, dưới chỗ này đưa qua đây, dưới viên này, dưới viên này nè, viên này nó nằm ngang, đưa viên này lên, hy vọng viên kia được dưới nữa nè. Viên này cũng không được nè, còn viên mà rắc rối quá ha. Thôi qua bên này coi sao. Dưới cái này không? Thổi lại nghe, nhớ nhớ thổi lại nghe chứ không còn để bung lựu đạn đó, hồi nó bung rồi tùm lum hết á. Kẹt nó không? Kỳ ha. Trên này coi sao, trên này dướng nè, lên ok xong chỉnh lại cái này. Rồi khi đầu tiên cho các bạn rainbow cũng vậy, 3 x 3 xong rồi để ngay giữa nè, rainbow rainbow không gì là các viên nó chạy lu su bu ra. Còn nếu các bạn không 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 làm một hai bên ở dưới á, làm một bên vậy đấy thì nó lởm chởm, không nó lởm chởm ra nè, nhớ phải lởm chởm ít thôi nha, lần đầu chơi đó. Cụ đu bích này các bạn để 2 tháng sau các bạn chơi lại y như mới vậy đó, quên trần, công thức nó phức tạp lắm. Rồi xong phần 1, chúng ta tiếp tục. Bây giờ nó có những viên gây kẹt nó nằm vậy này các bạn, nó nằm rất là khó chịu. Thì cái công thức á, nó sẽ đưa một cái viên viên từ bên này qua viên bên này, từ bên này nó qua bên này, từ bên này qua đây lật, từ bên đây qua đây lật, còn từ đây chạy qua chạy sao có vậy. Đây này, viên này qua đây có sao đi vậy, viên này qua đây lật,
rồi viên viên này nè, qua đây nó lật, nó lật ngược lại như này. Thì cái quy tắc làm lật hay không lật á, nó phức tạp lắm. Các bạn làm vậy nè, các bạn tạo một cái thế. Bây giờ mình kiếm một cái cặp nào nó có hình chữ V á, hình chữ V á là các bạn làm vô hết à. Đây hình chữ V không, ở đây nè, trắng cam hình chữ V vậy đó. Các bạn để ngay đây mặt UB không, ở chỗ này tuyệt đối các bạn không có để một cái viên nằm ngang vậy nha. Bạn đang làm công thức mà viên nằm ngang này á là nó kẹt liền. Nếu mà viên nằm ngang nó nằm xéo bên đây thì được. Thí dụ viên nằm ngang nằm gì là được nè, ok nè. Đó, còn viên nằm kiểu này là không được nè, nằm vậy ok, nó không có đụng chạm gì bên kia hết, còn nằm vậy là bạn đang có xe công thức nó kẹt. Cái thứ hai là hai dưới này các bạn phải để hai viên đúng, hai viên đúng rồi, tìm coi đây đúng rồi nè, để xuống phá vậy mà không ra nhiều quá ha. À, mình sẽ làm chỗ này nhiều nhiều cho các bạn coi các tình hình. Đây là có viên này, à viên này nữa, à, đưa xuống chữ V này đây không, thì chỗ này bây giờ xuống đây, xuống xuống lên lên khỏi đảo viên, hai viên này phải đúng rồi mới được không. À, để vậy viên đúng rồi để đây, viên đúng rồi để đây, hai viên này mình làm chỗ này không, còn hai viên đúng rồi đây. Nhớ nhìn vị trí này nghe, à, mình có comment nhưng mà nhiều khi không nhìn rõ chữ V này, làm cái là vô luôn nè. Giờ mình làm công thức nha, để mắc kiến nhiều khi các bạn tưởng mình già lắm để cất đi không. Thì mình computer rồi mấy chục năm các bạn, mình chơi computer, mình xài computer mấy chục năm, ai cũng vậy mà. Ở bên Mỹ họ tìm ra một cái gen quy định về cận thị, nhưng mà họ đi bào chế thuốc giờ cũng chưa có xong. Hai viên này không làm công thức không, R2 U cộng R2 đi trừ R2 U cộng R2 U trừ R2 U trừ đi đi cộng R2. Rồi khi các bạn làm lên công thức nó vậy nè, nó vậy nè, các bạn đưa nó xuống đảo nhưng mà các bạn đưa đúng chiều, các bạn đưa vậy nè, đưa xuống nha, đưa xuống rồi các bạn làm nó sẽ nhanh hơn. Rồi đưa này qua các bạn đảo nó nhanh hơn, đưa đảo một cái vô liền đó, nó khỏe hơn chút. Rồi tiếp tục chỗ này mình làm nhiều không, chứ mình không có cắt clip, mình làm ngoài. Rồi có chữ V nữa không, cái khâu này các bạn cũng bứt rứt dữ lắm nè, mệt mỏi luôn đó chứ không phải bứt rứt nữa, cũng ít không, không nhiều. Vậy nè, không có chữ V á thì các bạn làm cái viên nó như vậy, một viên để tư thế này, à, thì một viên nữa, à, không được, cái viên này không được, cái viên này đảo được không, được nè, không được, tìm không, từ từ nha. Còn viên này, còn lại viên này đây, đây nè, cái ly viên này nó qua đây nó không có lật, nghĩa là viên này có sao đi vậy, nó qua nó nằm ngang đây, viên này qua đây lật thì viên này nó xếp vô đây, còn viên này qua đây nó lật thì nó xếp lên là chữ V. Kiểm tra dưới có hai cái viên để làm rồi chưa, viên này chưa làm rồi nè, đây hai viên này làm rồi, làm rồi, làm rồi không, mình phải kỹ cho các bạn rối lắm á. R2 U cộng R2 đi trừ kẹt nè, không có R2 U cộng R2 U trừ R2 U trừ đi cộng R2. Rồi xe qua đây, đưa này xuống đây, đưa này qua, gặt cái là vô liền. Rồi tiếp tục, viên này, viên này coi sao,
Ok nè, cái này vô chữ V nè, hồi nãy có chữ V chưa? Okay, tìm cái chữ V hồi nãy làm được chữ V đây nè. Đây chữ V không? Bây giờ mình làm lại thì cái chữ V nó nằm gì? Làm lại như hồi nãy là đúng á. À, hai hai cái này, ok. R2 U cộng. R2 đi đi trừ R2 U cộng. R2 đi trừ R2 đi trừ U trừ chứ đi cộng R2 xe bên này mẫu xuống đây chỉnh lại này tìm lại hai viên hồi nãy một viên nằm đây một viên đúng rồi đó tư thế này mình làm lại thành nó chữ V nè hai cái này kiểm tra lại rồi chứ mất kẹt khi các bạn làm công thức này nó bị kẹt á các bạn nên làm công thức này bằng ghi giấy ra rồi khi mà nó bị kẹt á các bạn lùi công thức lại cho nó đỡ phá viên phải không nó đỡ lỗm lỗm chỗm rồi bạn lùi lại rồi bạn làm tiếp tục là do bạn bố trí các viên nó không đúng á ví dụ có một viên ở đây nó gây kẹt này cho hai dưới đây không có hai cái viên làm rồi nếu mà vô các bạn phá dữ quá ở đây không có hai viên làm rồi đó các bạn cứ để hai cái viên đại vô rồi các bạn xây tới xây tới xây lui coi cái thế của nó mỗi trường hợp là mỗi thế à để làm sao nó xây được công thức hình mà lúc bạn bị xui quá rồi rainbow nhiều quá toàn bộ nó banh chành hết rồi giờ không có tìm được hai viên chỗ này thì mình phải lựa cái thế khi mình làm bị kẹt á mình lùi công thức lại không R2 U cộng R2 đi trừ R2 U cộng R2 U trừ R2 U trừ đi cộng R2 xây vào bên đây mẫu xuống điều qua ok tiếp tục tìm không coi còn viên nào không hình như hết rồi đấy đây còn hai cái viên này nữa mới làm xong đây nè mà quên đây có không ok R2 U cộng R2 đi trừ R2 U cộng R2 U trừ R2 U trừ R2 chưa 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 lộn rồi rồi hên quá xuống rồi ok không ok đây còn gì mình sẽ cố gắng làm cái này cho nó kỹ lưỡng cho các bạn để các bạn chơi cục này nó thoải mái chứ không gì trơn á hồi xưa mình giải cục này mình cũng căng thẳng với nó dữ lắm mày còn viên đây thế nào cũng còn viên nữa đây nè đây nè cái viên màu đỏ nó nằm nhỏ xíu đây nè đó vậy đó nó đó giờ làm đây là chữ V R2 U cộng bây giờ khỏi kiểm tra hai dưới cũng được nữa R2 nhiều vậy R2 U cộng U trừ R2 U trừ rồi xong chữ V đâu ok không R2 rồi xong rồi các bạn ok đẹp đẽ không có đôi bít hết bị hết bị chặn còn sân cúc mà gọi là băng in băng ga đít á cái cục mà sân bình thường á
thì chỗ này nó có cái vòng tròn, các bạn nhìn vô bạn thấy à, đó, vòng tròn đó nó mờ mờ ảo ảo gì đó, là nhìn vô là thấy, lúc mua về là thấy rồi, là nó xếp vị trí đó là nó khớp đó, nó nằm dấu ở đó. Còn cái này ba gua thì nó có hai thanh này, còn sinh min thì phải lấy cái tay bấm vô, khi nào có dịp có duyên mình giải cục đó rồi vậy không. Ok, chúng ta tiếp tục. Thì bước tiếp theo là mình làm những cái viên tam giác nhỏ nhỏ chút chút các bạn, mà những kỳ làm gì cũng cẩn thận, nhiều khi chỉnh máy rồi lên cũng chỉnh lại chút nó mới chịu hay sao này. Các viên tam giác đó, đó nhỏ nhỏ này nè, mình chỉ làm bốn viên này, cuối cùng mình làm cũng được nữa, công thức này nó không ảnh hưởng chung, nhưng mà có điều là gì, là mình chỉnh này, mình sau này mình ghép viên ghép cạnh này nó dễ, rồi khi mình cắt xuống đó, nó dễ không. Đây công thức nó là sẽ đi cái viên này nè, nó lên viên này, nó qua viên này, xuống viên này, không ba viên u cộng l phẩy u trừ f 2 l phẩy u l f 2 u cộng l u trừ. À được viên không, tiếp tục cái khâu này nhẹ dễ không. Đây viên này lên viên này, đẩy viên này qua đây xuống đây không, u cộng l phẩy u trừ f 2 l phẩy u cộng l f 2 u cộng l u trừ. Rồi còn viên nữa, viên này đây lên đây qua đây u cộng l phẩy u trừ f 2 l phẩy u l f 2 u cộng l phẩy u trừ xong không. Cam xong, trắng xong, mặt xanh mình phải làm trước chứ, cái khâu này nhẹ mà mất thời gian các bạn ha. U cộng l phẩy u trừ f 2 l phẩy u l f 2 u cộng vô luôn. Rồi như này tục ha, viên này dễ các bạn, nó công thức này rắc rối chút xíu lúc đầu không quen á. Rồi còn viên nữa, tìm đây này, u cộng l phẩy u trừ f2 l phẩy u l f2 u cộng l phẩy u trừ. Ok xong không, cái câu này nó cũng nhẹ nhàng. Bốn viên này mình làm là để mình trước trước mình ghép nó dễ. Đây, mình cũng ghép trước một số không, bây giờ quy tắc ghép nó như vậy. Mày ghép cái viên không, cái thanh này nè với cái thanh này không, hai thanh đó. Tìm không, đỏ xanh đây. Các bạn làm á, có phải để hai cái viên này nằm ngay đây nè, nó nằm thẳng hàng vậy mới được không. Rồi sau khi nằm thẳng hàng rồi mình đưa xuống B2, đưa xuống dưới rồi kiếm nó nằm đâu đây không, mình phải đưa nó ra nó mới lên được, đưa ra đây nè, đỏ xanh nè, không mình mới đưa cái này ra đây đón đón nó, cái viên này nè nó ra mé này đón, thì viên này từ dưới đây nó móc lên thì nó gộp vô đây
bầu lên kẹt không, từ từ xúc ra mất công lắm ha. Rồi ok, hai viên không, tém vô, gom vô. Chuẩn bị viên rác ở đây không, bây giờ bắt đầu chuẩn bị rác rồi đó, viên rác đây mình làm xuống xuống lên lên chỗ này, xuống xuống lên lên rồi ok, viên rác vô ha. Có cái tam giác này nè, các bạn nhìn vô cũng dễ lắm, đưa tam giác ra dưới đây, đưa tam giác ra. Lúc đầu thì hai viên ghép mình phải nhìn đây, nhưng mà khúc sau này lu bu các bạn đưa lên không được, các bạn quên á, các bạn đưa lên chắc lắm rồi. Đó, đó, trả về. Ok, tiếp tục xanh cam. Coi có viên nào song song không. Đó, đỏ xanh đây, đỏ xanh này không, đỏ xanh lá, đỏ xanh lá nè, hai viên này nè. Ok, B2 rồi, cái này ra đón, đón nằm đây, để móc viên kia lên nằm chỗ này, viên kia nhú ra mới đi lên được, lên. Ok, quên chuẩn bị viên rác rồi, nếu mà không hết viên rác bên kia phải thồi lại. Bên đây hết rác các bạn, thồi lại. Lỡ tay không, quên quên quên. Rồi kiếm viên rác, viên rác nằm bên này không, viên rác nằm dưới này. Không có dướng gì nó hết, đưa qua. Còn ba viên cặp mình để lại mình ghép một lần đúng nha. Ở đây còn một cặp nè, hai cặp, ba cặp, ba cặp ha, còn ba cặp à. Đỏ xanh, xanh cam, hình như cái xanh cam mình đi mất tiêu rồi đó. 1 2 3 4 lần, 4 cặp lần. Xanh đỏ, xanh cam đây. Xuống, xuống. Mình dời viên thôi các bạn, lên, lên. Xanh cam, xanh cam. Viên gác đây đây. Rồi đây nè, không. Bây giờ F2. Viên nhìn ra đón. Viên này đi ra để đi lên. Nói lên. Ok, hai viên đưa qua, đổi viên rác này xuống, xuống lên lên, nhìn viên tam giác này đưa qua, đưa dưới lên rồi. Ok, rubik này nó phức tạp lắm các bạn, nó rất là phức tạp luôn, nó cũng cỡ cỡ cubic copterless á. Phương pháp giải thì trên thế giới nhiều người cũng giải rất là hay, nhưng mà nói chung là nó phức tạp mà, nên nhiều người cũng biên chế lại tùm lum hết á, mình cũng biên chế lại đó. Để viên này song song với này không, thẳng hàng chứ không phải song song. Né này đảo, đảo viên thôi các bạn, không có gì ha. Rồi bằng này không. Viên rác đâu, bắt đầu canh viên rác rồi, còn có 3 viên đó. Viên rác không, hai viên này nối vô, lúc mà trả về thì cái viên vàng cam nó sẽ nằm bên này, thì cái viên vàng cam này nằm ở đây đúng rồi đó, viên vàng cam này đi lên, đi lên đây á, để vậy xuống không được, phải đảo đầu viên vàng cam. Giống 4 x 4 các bạn, làm đúng một lần á, 3-4 viên á, 3 viên cuối á. Vàng, vàng cam đây, vàng cam đây, đi lên đây. Ok, viên rác ở đây cho nó nhìn thấy nè, để đây cũng được, để đây cũng được, tùy thôi, nhưng mà nó nhìn thấy dễ chịu. Vàng cam đúng rồi đó. Rồi B2 đổi nó xuống dưới, đưa này ra, viên này ra đón, đưa em này qua chạy lên. Để xanh đỏ đúng rồi, móc lên bùm vô, đưa qua xuống, xuống lên lên không, xuống xuống lên lên, đưa qua cái viên tam giác, nhìn viên tam giác không, ở dưới cũng nhìn viên tam giác, móc lên. Ok đúng hết rồi, rồi xong.
Sau đó mình giải 3 nhân 3. Vậy giải 3 nhân 3 xong có 3 DT thì mình xử lý nó. À. Ok, chúng ta tiếp tục. Sau khi giải 3 nhân 3 xong á thì nó có hai cái 3 DT chỗ này. Là hai cái góc này cũng lệch. Hai cái cạnh này nó bị úp xuống. Ví dụ hai cái góc bên đây không? Nó lệch. Một cái cạnh nào đó nó bị úp xuống. Thì công thức mình ghi trong comment á. Còn cái mình làm ở đây ấy, mình làm một cái thôi. Một cái 3 DT thôi. Thông thường thì khi mà giải những cục Rubik mà thì giữa chừng phải xử lý 3 DT, các bạn rất là căng thẳng tư duy, bị căng thẳng về cách làm cho chúng ta làm nó rối. Chứ thật sự mà để giải quyết 3 DT nó rất là dễ các bạn. Nhiều cục mình giải quyết giữa chừng á, nó rất là dễ. Nhưng mà khi mình giải quyết á, mình chưa quen cục á, mình giải quyết xong cái cục Rubik nó rối ra. Rồi mình tưởng cái 3DT nó phức tạp, 3DT nó rất là đơn giản. Rồi để ý không? Bây giờ mình giải quyết cái 3DT, một cái 3DT. Rồi mình ghi sẵn công thức trong comment đó, các bạn giải quyết 3DT còn lại. 3DT mình giải quyết là hai cái cạnh nó úp xuống. Nhìn kỹ không? Khi mà một cạnh nó úp xuống á, mình lật cạnh nào cũng được. Ví dụ cạnh này nó úp xuống vậy, mình lật bên đây cũng được. Mình lật bên đây cũng được thì nó hình thành ra hai cụm úp xuống. Rồi mình làm công thức f u r u phẩy r phẩy f phẩy 3 x 3, mình lật lên hai cạnh úp hoặc là mình lật luôn đúng cái cạnh này, cái nào cũng được, thấy không? Dễ vậy không? Công thức này u cộng b 2 d phẩy u trừ R2 u cộng rồi. Và đề thi rất là ngắn, giải quyết rất là nhanh luôn. Nhưng mà cái khâu còn lại các bạn lấy thì khâu này nó quan trọng nè. Ba đề thi hai công thức đó các bạn nhìn thấy đó, nó đơn giản thôi. Nhưng mà vấn đề khi mình bẻ ba đề thi xong á, mình sẽ bị rối. À, rất là rối luôn. Là những cái cạnh này nó lệch đi, anh thấy không? Những cái cạnh này nó đều vậy mới đúng nè. Những cạnh này nó lệch, lúc đầu mình làm mình rất là căng thẳng chỗ này, bẻ lại xếp lại những khâu đó nó kẹt á, làm cho chúng ta ảnh hưởng tâm lý. Chúng ta nhìn thấy, à, phức tạp quá. Bây giờ mình xếp lại, để ý không? Để gì? Cái chữ V nằm bên này. Tất cả cái 3 DT sau cũng vậy, các bạn xử lý ra nó có chữ V. Chữ V chữ V của mình á, không? Để đây. Bên góc L, mặt L. Chúng ta quay không? Chúng ta quay lại để xếp lại cho nó trật tự. Cái khâu này rất là quan trọng nha. Nhìn kỹ chút xíu rồi mình để mình làm, đừng có rắc rối ra. Để vậy không? Mình chậm chỗ này. Các bạn coi kỹ để chúng ta xử lý xong 3 DT nó xong luôn. Chứ xử lý 3 DT xong bắt đầu nó rắc rối ra, nó banh ra tùm lum hết. Mình chúng ta thấy chúng ta ngại 3 DT chứ thực sự rất là dễ. L2 dướng ha. Đó, lúc này dướng chúng ta cũng rất là rắc rối nè. L2 không? L phải U2 R U2 U cộng L2 rồi xếp lại nè. Ok, nhìn tất cả các viên cạnh, cái viên thanh chặn đó nó đều vô đúng vị trí hết. Này, cái khúc này các bạn cũng căng thẳng nè. À, nhiều người rất là căng thẳng, có cậu bé, nhiều cậu bé đó làm xong tới đây cái căng thẳng dữ lắm, sợ đi bít nó hư, sợ một số cái. Rồi bây giờ gì không, mình đưa cả cái những cái viên này xuống đây rồi mình xếp lại. Ngoài đây thế nó xuống, mình di tản cái viên này ra cũng được, mình để trên đây cũng được,
hoặc mình làm sao cũng được, nhưng mà làm sao phải làm rất là chậm để chúng ta đưa những cái viên gốc này vô đúng cái vị trí của nó nha. Nhiều khi các bạn đưa vô không đúng rồi nó xéo lại, nó dễ xéo lắm nè, thấy không, mình đưa về là nó xéo này đó. Rồi sau đó mình xếp những cái viên xéo này, mình căng thẳng, mình nói cái body của bagua rất là căng thẳng, bản thân cũng nó căng thẳng mà. Đưa vào đây, thế cái viên lên nằm đây nè, không rồi đưa qua, ai đừng có quá căng thẳng không, đưa cái này xuống, bắt đầu mình thế cái viên này qua viên này, mình đưa qua, mình thế rất là bình thường các bạn, không không có gì quá căng thẳng, đừng có nên sợ nó, cục này dễ sợ mà. Ok, nó vô thành một cái khối, nó trở lại cái trạng thái lúc mà trước ADT. Rồi mình xếp này lại thôi, mình xếp hai này lại để nó thành một cái khối nha, từ từ xếp nha. R phẩy D phẩy R D R phẩy D phẩy R D R phẩy D phẩy, mình làm hai lần thì cái này nó chạy lên đây lại, cứ chậm chậm không, mình đưa nó về khối mà. Này xong rồi mình đưa này qua R phẩy D phẩy R D R phẩy D phẩy R D. Thành một cái khối, nhưng mà nó có những cái viên này lệch, thì những cái viên này có lệch á, nếu các bạn muốn kiểm tra body, thông thường mình giải quyết body xong là mọi chuyện nó xong hết. Ví dụ cục rubik này đi, nếu mà để im vậy mình xử lý hết các viên cạnh này nọ, xử lý hết những cụm này thì toàn bộ lại còn lại sau này nó sẽ có hai cái cạnh lật lại, không là do mình xử lý body trên trạng thái là không có body đó, hồi nãy đâu có body. Đây tới đây là xử lý body xong rồi. Còn công thức body gốc á, mình ghi sẵn các bạn xử lý cũng y vậy, giống như nãy mình nói vậy đó, mình lặp lại ha. Xử lý body này rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái khâu xếp là thành khối như này làm cho các bạn rất là rắc rối, dẫn tới nó lệch như cái này, dễ lệch lắm, nhắc lại cho nó các bạn dễ nhớ ha. Đây, mình xếp cái này thành cạnh, cái này thành góc, tự nhiên nó lệch à, đúng không? Rồi các bạn xếp lại, còn cái nếu các bạn không không thích xếp lại cũng không sao, mình làm luôn. Cuối cùng nếu mà mình kiểm tra không validity là do mình xử lý validity không có đúng, chứ không phải là cái khâu validity mình nó khó khăn, không cứ từ từ xếp lại. Ví dụ hai cạnh này lệch, mình xếp giống như thao tác hồi nãy mình làm, rồi một số viên nó bị cái gì đó, nó bị lệch viên này nọ không, rồi mình xếp lại y như lúc trước làm. Ví dụ lệch cái viên nhỏ này nè, mình cũng xếp lại, rồi mình giải ba nhân ba, mình kiểm tra coi cái khâu body mình đúng hay không. Còn nếu mình tự tin rồi thì thôi mình xử lý tiếp tục là vậy không, chút xíu ta tiếp tục để ghép những cái viên này vô. Mình nói luôn thì cái khâu ghép này á là dẫn tới là cái phương pháp giải bagua trên thế giới á, rất là nhiều clip nó khác nhau, nhiều người đăng là phương pháp đơn giản, phương pháp dễ chịu, rồi này nọ. Tất cả các phương pháp trên thế giới á, tất cả các clip á, ngay cả clip của mình luôn, đều chú ý đến cái việc ghép này. Nhìn rất là phức tạp, các bạn ghép rất là lâu, nhưng mà cái khâu ghép này không phải là cái khâu quan trọng. Khâu quan trọng là cái khâu từ cái khúc này nè đổ đi lúc trước á, nó đều giống nhau y chang này. Đều xếp lởm chổm, chỉnh hai cái thanh dài lại, ghép thanh dài lại, giải 3 nhân 3 để xử lý body. Tới đây là xong cục bagua rồi đó. Xong rồi đó. À, cái khâu ghép này các bạn muốn ghép cái kiểu gì cũng được, chút xíu nữa mình sẽ chỉ phương pháp ghép. Rồi các bạn tự ghép cũng được. Tại sao vậy? Bagua nó như vậy. Mình dặn xuống vậy thì nó mới có body. Mình thấy không? Còn khi mà bạn dặn R2
thì cái thanh phía trên á nó sẽ đảo thẳng xuống đây. À, nó đâu có di chuyển đi đi ngang, nó không có đi ngang, nó không có đi bị xéo hay gì hết á. Rồi mình làm công thức xuống xuống lên lên mà. Ví dụ xử lý bài tì xong, chuyển rác tới dùng công thức xuống xuống lên lên, xuống xuống lên lên, thì cái viên này nó chỉ đảo ngược qua đây thôi chứ nó đâu có thay đổi cái vị trí của nó đâu bị xéo đi. Có tất cả công thức xuống xuống trên lên 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 như thế giới ấy, mình làm tất cả các cục Rubik cho các anh làm hoặc là tất cả các bạn đều làm thì nó không làm thay đổi cái những cái trạng thái của cái thanh này, chẳng qua nó đứng vị trí này nó úp qua bên này, mình tưởng nó là thay đổi nhưng mà thật sự nó đâu thay đổi gì đâu. Nó giống như công thức 3 x 3 đổi đầu đó, đổi đầu viên cạnh á. Ví dụ viên cạnh này lệch, mình dùng xuống lên mình đẩy lên thì nó ngược cái màu lại, nhưng mà thật sự nó đâu ngược, ở dưới nó cũng ngược theo mà. Mình lên tất cả đều mình giải quyết cục này từ đây trở đi hết luôn tới cuối luôn, xong cục Rubik luôn, tất cả trạng thái để im vậy, không phát sinh lởm chởm, không có gì hết. Các bạn cứ từ từ ghép những viên này vô là xong cục Rubik. Dù những viên này nó khó khăn gì đó, thật sự nó không có khó, là do mình ghép thôi chứ không có khó gì hết trơn. Cục Rubik Bagua tới đây là giải quyết xong rồi đó, xử lý 3DT xong đã xong. Bốn bước đầu, bốn cái giai đoạn đầu là quan trọng nhất của Bagua. Cái này bạn đem cất được rồi đó, rồi vài bữa bạn ghép, bạn suy nghĩ phương pháp riêng cho bạn ghép, rồi tham khảo nhiều cái phương pháp trên thế giới để ghép lại cục Bagua. Và tới đây là Bagua xong rồi. Chút xíu chúng ta tiếp tục ha, chúng ta mình sẽ chuyện mình sẽ hướng mình sẽ đưa cho các bạn một số phương pháp ghép cho nó nhanh, hoặc là ghép cho nó đúng, hoặc dễ nhìn. À, phương pháp có thể dễ nhìn, có thể phương pháp dễ chịu một chút, hoặc là phương pháp nhanh. Thì mình ghép xong rồi mình dễ 3 x 3 là xong. Rồi những cái viên nhỏ này nó còn là một chút, những viên lớn này còn lại mấy viên thì mình xử lý bằng một công thức. Đây, rồi không chút nữa chúng ta tiếp tục. Ok, chúng ta tiếp tục. Thì Bagua cục rất là khó, nhưng mà thật sự nó khó là tại vì nó nhiều công thức, nhiều 3DT. Thì trước cái giai đoạn này á, mình giải quyết một cái 3DT sai một cụm cạnh không, nó lật lại thì giải 3 x 3 xong, nó có hai cái viên thanh dài nè, nó úp xuống thì mình xử lý 3DT ngay cái cạnh UF này. Nó có một cái 3DT nó lệch hai góc không, nhưng mà trường hợp á, ví dụ các bạn làm á, mà nó bị dướng một lúc cùng lúc hai cái 3DT cùng lúc á, ít lắm, đó là do như chúng ta đảo dữ quá, thành ra nó có hai góc sai, hai cụm cạnh sai. Thì chúng ta làm hai cụm cạnh trước, công thức mình cũng để trong comment nó sẵn, là mình cũng giải thích rất là rõ, cứ từ từ mà làm ha. Rồi đổi hai cụm cạnh xong rồi giải 3 x 3 xong, kiểm tra lại coi nó bị đổi hai cụm hai góc chứ, đổi hai góc xong đổi hai cụm cạnh, công thức có sẵn, cách làm có sẵn. Làm xong á, nhớ là để cái thế giống như hồi nãy, giống giống như đoạn trước mình làm á, cái đuôi cá để đây, rồi làm một cái công thức để nó xếp lại. Cái khâu đó bạn không cẩn thận á, bạn phá cục Rubik banh luôn, rồi làm lại từ đầu nó rất là cực. À, từ bây giờ trở đi thì nó đơn giản, nó chỉ ghép thôi, không có gì hết. À, chúng ta ghép từ từ, cứ từ từ ghép. Ghép á là gì? Ghép cái viên chậm chậm nha. Ghép cái viên này, mình cũng giải thích rồi đó, không? Hai cái viên nó dính như này nè. Sau đó bên đây mình cũng canh, chút xíu mình canh canh không? Mình canh làm sao cho nó ghép vô được, rồi mình làm hai viên đối diện bên này. Như ví dụ như vậy nè, mình canh, mình tìm tìm một cái viên cạnh á, một cái viên cạnh giữa bự này nè, mình tìm rồi mình để đối diện, mình ghép để làm sao mình ghép xong nó đúng cái chiều này. Bởi vì cái viên dài này nó có tới hai bên lận, mình ghép bên xanh này cũng được, mình ghép bên vàng này cũng được, bên cam này cũng được, nên là mình ghép làm sao cho nó đúng. Mình tìm lại không, xanh cam, để tìm cái nào cho nó hợp lý đi, không cái nào nó có sẵn á, mình cũng có làm sẵn rồi. Cái khâu này nó không phải là cái khâu đây, xanh cam đây này. À, cái này đảo lại Rubik này á, nó bị một cái tình hình là nó rất dễ xúc, là các bạn nó xúc ra gáp vô cũng cực, cũng không cực lắm, nhưng mà nó
viên xanh nó úp lên. Rồi mình tạo thế không? Nó vậy nè. Mình sẽ làm chậm khúc này. À, viên xanh này cũng giống như một số cái ghép mình ghép cái thanh dài á, nó nằm dày hai cái thanh dài vậy, thì cái viên mình ghép xong nó sẽ nhảy qua bên này. À, lúc nào cũng để đối diện vậy, nghĩa là cái này ghép vô được nè, rồi cái này ghép vô được, rồi mình tìm một cái viên rác mình để tư thế như thế nào cho nó phù hợp mà đừng có cắt những cái viên rác khác á. Ừ, ví dụ như vậy thì một bên đây á, cái chỗ này á, là cái chỗ đứng nè, nó sẽ đứng lại, thằng này đứng lại, thằng này đi lên, cái cụm này đi lên. À, không thì khi muốn muốn cụm này đi lên thì nó phải đi xuống dưới, rồi cái viên này đứng lại thì bên đây phải có viên rác, để viên rác lên này, vậy đó, cái tư thế ghép là vậy. Rồi bắt đầu ghép nha, còn cái gì ghép cái này chút xíu nữa mình sẽ ghép như một số viên này, ghép hai cái viên này trước, cái viên tứ giác này với lại cái viên thanh dài ghép xong. Sau đó ghép thêm một cái viên kia nữa, cũng để tư thế mình coi cái viên này nó đi xéo qua được không, xanh đi xéo, cam đi xéo, chứ còn mấy mình ghép xong á nó hai viên nó ngược nhau ghép vô không được. Rồi sau đó mình mới ghép ba cái viên dài này, cũng coi tư thế cái viên giữa không đó. Từ lúc này trở đi các bạn giải biết gì, các bạn giải 3DT rồi đó, thì từ khúc này trở đi là nó không còn 3DT nữa, bởi vì mình quay lúc nào cũng R2, L2, F2 hết trơn á, thì cái viên nó đảo đây xuống sau 3DT được không. Rồi bây giờ ghép không, ghép đây, ghép cái viên này vô viên này ở lại đưa qua nó đây, ok đưa qua đó, thì cái thanh chặn nó phải nằm bên này để nó đi cái đường giữa này, dưới đây đây không, cái này đứng lại cái này đi, nhớ nghe rất là cẩn thận ha. Này kệ đi nè, này đưa lên, lúc nào cũng chậm chậm không, rồi ghép vô nè ha, rồi trả về chỗ này á, mình dùng công thức xuống xuống lên lên để mình đưa cái viên này qua bên này, viên rác qua bên này, xuống xuống lên lên, rồi ok cái viên này xuống đây này, đẩy cái này qua, đẩy lúc bạn đẩy á bạn nhìn cái tam giác nhỏ này nè, là cái chỗ hồi nãy nó mất đi á, cái viên tắc tam giác nhỏ này mình cũng trình bày rồi, mình cũng làm luôn một đoạn cho các bạn không. Cái viên cạnh này nè, cái viên thanh dài phải nằm bên này, nó phải nằm bên cái mé mà không có đi á, đây cũng vậy, mình không biết á, cái này các bạn hay bị lắm, cái này nó cắt nè là do hồi nãy mình xé ra, bây giờ mình thổi lại nè. Rồi đường lên chậm chậm nha. Rồi ok, bốn viên nó vô vị trí cũ, các viên này thôi lại hết trơn, trả về. Rồi đó là ghép vô, khi mình ghép xong hai cụm á mình ghép vô. À, bây giờ tìm tiếp một cái thanh xanh cam. Xanh cam này mình ghép sẵn nè, cái cam nằm bên này. Rồi bây giờ mình đưa cái viên xanh cam kia hồi nãy mình ghép vô, cứ từ từ. Các bạn chậm chậm chỗ này rồi các bạn làm vô hết rồi, các bạn đừng có nhanh. Rồi nhanh quá cái mình làm nó không đúng á, cái mình ghép sai cái mình sinh ra bứt rứt. Cái này xác định nha, xác định rất là rõ. Đi xéo là đi vô được. Bên đây ở lại. À, bên đây ở lại, bên đây đi. Ở lại thì xíu nó thồi ra đây ngay vị trí này. Thì bên đây để viên rác. Kiếm viên rác đây lên. Rác thì cũng phải cẩn thận. Nó chọn rác không đúng á. Các bạn có những viên sẵn các bạn xé ra trơn như viên rác Lusabu nè. Đây. Qua đây. Ừ. Y vậy. Khi xác định cái này đi rồi á, B2. Mình xuống dưới đây. Không. Đây. Ở bên này. Đưa cái này qua. Không, ok không? Đưa cái này qua. Đây. Cái chỗ này nó có cái công thức để mình làm vô. Không có gì phải vội hết á, các bạn làm nhiều khi nó vội quá đó. Các bạn chơi được cục này á là các bạn chơi được rất là nhiều cục nha. Cái đầu tiên là sinh min à, sinh cái cục này của hãng Dayan, còn cục kia là của hãng
MF8. Đó. Giờ đưa lên nè. Cứ từ từ nó cấn viên đó. Kệ vô không. Vậy nè, để im vậy không? Thấy cái viên này đi không? Đó. Được rồi. Được rồi, cứ từ từ. Thao tác chưa chuẩn, xuống xuống lên lên chỗ này để cái viên gác nó qua đi lại. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Rồi bắt đầu nhìn không? Cái viên trắng này hồi nãy là từ dưới đi lên, đưa cái viên trắng qua. Đây. Cái viên vàng này là phải đi lên trên, đưa qua. Các bạn không cẩn thận á, các bạn lấy đại á, móc đại á. Nó đi văng những cái viên này ra, rồi những cái chỗ cạnh này mình đang làm xong rồi nè, nó lệch đi mất tiêu của chân. Nó để vậy nè. Rồi, được rồi. Đó là ghép, và nếu mà nó bị xịt xịt các bạn nhấn chích ra một chút xíu, nó cũng hay kẹt lắm. Nó cũng hay dướng rồi cái bắt đầu mình giật mạnh quá nó văng ra, mình cũng mới bị văng ra đó. Bây giờ mình đâu dám văng mạnh. Mình mà có gì đâu văng mạnh. Xa xa mình không thấy chứ. Các bạn nhìn thấy không, cái đường này đi thẳng nè. Nó rất là khó chịu chứ không. Rồi, đưa lên. Ok. Trả về đó. Wow. Thêm đường cụm nữa. Không, rất là dễ. Đây. Bây giờ mình tìm. Tìm tiếp tục. Ví dụ vàng cam thấy không? Bây giờ mình tìm cái vàng cam. Vàng cam nó có không? Có một cái cụm mình ghép sẵn rồi đó, nó nhiêu đó đó các bạn. Còn ghép những cái viên này nè, những cái viên này rồi ba cái viên này thì cũng để vậy, cứ để viên này không, mình muốn ghép cái viên nó bên đây, mình để khi qua đây đối diện qua F2 rồi tự tự móc ra coi rác chuẩn bị. Trắng xanh đây, mình ghép cái cụm này vô nó sai nè không. Bây giờ mình phải tìm một cái viên vàng xanh, mình đem lên đây mình coi. À, coi có cái viên vàng xanh, ở đây mình suy luận ha. Vàng xanh thì bên kia vàng xanh thì vàng xanh nó phải nằm bên này. Không, à, để vàng xanh nó chung vô á là cái viên xanh nó đi vô đây. À, viên vàng qua đây. Đó. Mình tìm viên vàng xanh mình đem tới mình so cho nó kỹ lưỡng. Không có gì phải vội ha. Vàng xanh đây. Được rồi. Đây vàng xanh đưa qua đây thấy không, thì bây giờ nó ngược chiều nè, cái mặt vàng này ngược chiều nè. Đưa xuống từ 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 mà so, đưa này qua để mình coi cái mặt xanh thấy không, đưa lên đó, cái này mình giật cái là văng nè, mình cũng bị mấy phát rồi đó. Cái cục này á, khi mà nó văng ra đó, nó văng ra cái quy tắc của cái cục này làm là gì, ở trong nó có bố sáu cái tâm này y như là 3 x 3 thì nó mới ép toàn bộ những cái viên này, nó ép vô, nó đè vô, rồi toàn bộ các viên này là treo hết các bạn nha, nó treo lơ lửng trên không vậy đó. Thành ra đó khi nó bung ra là nó bung theo cái lực đẩy bung từ trong nó bung ra, là nó khi nó bung rồi đó là toàn bộ cái này nó bung văng hết, các bạn đè vô rất là khó. Thì mình cuối clip á mình sẽ ép cái quy trình để gắn cái cục này vô. Cục này chơi tới đây là các bạn là làm xong rồi đó. Những công thức sau là mình sẽ giải thích thêm, ghép những viên cuối cùng á, rồi với ghép những viên tam giác nhỏ này. Tam giác nhỏ này có công thức rồi. Thí dụ viên vàng này mình lấy cái trên bỏ xuống, mình tìm đảo đảo từ từ. Bây giờ không, viên xanh nè, ghép vô chỗ này không, thì tìm một cái viên xanh để bên này, tìm một viên xanh không. Đây. Cứ xéo xéo một bên. Đây, đưa qua. Đây. Viên xanh này nè, nó sẽ chung vô đây. Thấy rất là rõ không? Rồi. Nhưng mà ghép cái viên xanh này nó hơi xéo xéo một chút xíu. Viên này ở lại. Viên này đi. Viên này ở lại, viên này đi, không? Thì viên này ở lại thì rác nằm bên này. Cái này nhiều viên đã ghép rồi quá nè. Mình tìm cái rác bấy một chút. Cái rác nó bị hư nè, này hư nè. Đi qua.
rất là dễ ăn nha. Mình cái này mình ráp vô cũng 2 3 lần rồi đó, tại do mình cân những cái con ốc trong đây nó không kỹ, người ta cân bằng máy thì người ta kỹ, còn mình cân bằng tay thì nó không có lực, cái lực đẩy từ bên này qua bên kia nó viên nó ép cứng vậy nè, làm cho nó bung ra. À, chút xíu nữa mình chơi có thể bị bung ra đó, nhưng mà tới đây là các bạn giải quyết được rồi đó. Đây đưa xuống dưới B2. Đây đây, dưới này đi, dưới này ở lại, dưới này ở lại, dưới này đi đưa qua. Cái thế này đưa qua nó không đúng rồi nè, để vậy nè, vậy là viên rác phải để đây, nó hơi khó chịu chỗ này nha. Đó thì qua nè, phải làm sao cho các bạn nhìn thấy không, đưa qua không, đưa qua đây nó ở lại nè, thì đẩy thằng kia từ dưới đến đây đây, viên xanh đẩy qua, viên xanh này nó sẽ đi một tô, nó lên đây nó grab vô cái miếng này, nó hơi khó chịu chút xíu nhưng mà nhìn này, nó nằm phía này, còn cái kia mình grab trên mặt này. Các bạn cứ xoay cái mặt này ra 45 độ, à, ra cái mũi tên giống gì là các bạn nhìn thấy cái hướng đi rồi để rác như thế nào liền, dễ lắm. Rồi đây nó không phải là cái gì đó phức tạp với chỗ này, à, phức tạp là giải bariti á, dướng ha, khó chịu ha, tại vì nó nhỏ quá. Ok vô, tém vô, vô. Rồi bây giờ làm xuống xuống lên lên để trả hai cái viên đỏ lại, xuống xuống lên lên đây trả lại nè, viên đỏ đây, viên cam đây. À, nó có một đống những cái làm rồi nè, mình trả lại không trúng chỗ là nó xé mấy cái này văng ra. Các bạn làm chậm là ok, các bạn làm nhanh quá cái văng viên này đảo viên kia tùm lum hết trơn á. Rồi cái viên này không, à, xanh vàng, bây giờ tìm viên xanh vàng hồi nãy, xanh vàng. Xanh úp lên thì cái mặt này nó úp lên. Rồi này, đẩy lên. Dướng này không, dướng phải ngược lại. Cái dạng này nếu mà dạng sticker á, thì nó có 2 dạng. Dạng sticker các bạn chơi nó đẹp hơn. Thì lúc nào cũng vậy, sticker á, thì cái nhựa nó là nhựa cứng, thành ra các viên nó cứng cáp lắm. À, người ta vũa nó cũng dễ nữa. Còn cái này là cái dạng tích cái lép thì người ta nấu nhựa ra, người ta bỏ màu vô, thành ra cái nhựa là phải là dùng nhựa dẻo, nhựa cứng nó không được, thành ra cái viên mà tích cơ lép á, cục này mà tích cơ lép á, nó xay nó hay dướng đấy, mình phải xay hoài cho nó mượt lại. Rồi những cái viên này lúc hồi nãy mình nói cân á, cân nhiều quá. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái dạng này mình nếu 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 mà tích cơ lép á, là khi nó bung ra các bạn làm rất là khó, các bạn coi phía sau mình phải dán băng keo kìm nhau như lại, tại nó bung mà, cái dạng ép mà, dạng ép thì đều kìm băng keo hết. Sau đó mình bỏ những cái tâm vô, mình siết ốc lại từ từ mình gắn lên. Rồi trên đây mình cũng dán băng keo, à, ngồi dán băng keo rất là dễ các bạn, dán rất là dễ, không có gì hết trơn á. Làm cái cục này nếu mà bây giờ mình làm nó bung ra, mình làm nửa tiếng là xong. Còn nếu các bạn nếu mà đầu tiên các bạn làm cái cục này bung ra, các bạn làm phải 1 buổi. Nhưng mà từ từ gấp gấp vô, gấp từng cụm vậy đó không. Rồi đây, cái viên này đi xéo nè, cặp này nè. Giờ mới gắp xong nè, đi xéo qua đây, hao, xéo bụp qua đây, rồi, thì cái viên này là cái viên ở lại, viên này viên đi, viên ở lại đây thì rác chuyển qua đây, rác này, này, ở đây có không? Đây rác này còn nguyên, à, dễ thương để đó, à, rác rác hai hai mấy cụm rác này, nó còn 3 cụm cuối á, nó hơi khó chút xíu nhưng mà mình sẽ giải thích, không, nó cũng khó đó các bạn, đây là. Này cụm này đi B2 đưa xuống. Các bạn chơi cái này á, nếu mà các bạn chơi sân cúp á thì nó không có 2 cái thanh này, nó sẽ dễ hơn cái cục này chút xíu. Rồi trên cái miếng này mình có giải thích á, nó có cái vòng tròn để mình nhìn vô mình biết cái thanh nào là thanh trận nằm bên trong,
nó làm ký hiệu bên ngoài. Còn sinh min á, sinh min là nó 12 mặt á, thì cái thanh trận này không có, cái gì không có, mình phải lấy cái đồ mình bấm ở giữa này, mình cũng giải thích rồi. Cái cục này mà sinh cúp nó bự, nó chơi sướng hơn, nó nhẹ hơn cục này. Cục này chơi khó, ba gua mà trên ở Việt Nam mình chắc cũng không mấy người chơi đâu, nó rất là khó mà. Đây bây giờ viên ở lại đi qua, ở lại mà nó ở lại đây nè, thằng kia đi lên rồi hai bạn mới gặp nhau được. Đây đi lên nè, đây nè, nguyên cục này đi lên, đừng gịch nha, gịch nó bung á. Đây chút xíu nữa mình làm không biết xong không nữa là mình phải lắp lại những chừng. Nó rất là khó các bạn, nó cái đường xây nó nhỏ xíu mà thấy không, nó nằm xéo chút xíu nó không đi. Lúc này các bạn có thể đảo theo hướng thoải mái, các bạn xây nguyên cái ề này lên là các bạn nhìn thấy nó thấy ghê không, nó dễ bung lắm trời. Ok đây không? Nhìn thấy liền. À, đâu có cần phải hướng nào đâu, đâu cần phải canh mặt ép mặt u gì đâu, tại vì nó cái tư thế này mình nhìn thấy rồi. Rồi mình chém vô, ghép vô nè, chém vô. À, các chân đế nó mỏng manh lắm các bạn, gịch ra một cái là nó bung ra. Cái này người ta làm clip á là người ta phải làm từ 5-6 tập, còn mình thì mình dồn vô một chỗ chỗ các bạn nhìn thấy á. À, nhiều khi thấy nó bên này lộn rồi, lộn rồi các bạn, đưa qua bên này, đưa bên này này, lộn rồi ha, giờ đưa ngược lên, cứ từ từ là các bạn làm được hết rồi. À, chỗ này nó không phải khó lắm đâu, nó nằm bên này thì bên này không, mình mới ghép đây. À, thì cái viên này đổi với viên này này không, viên này đổi này xuống xuống lên lên được rồi, các bạn nhìn cái viên này nè là được rồi. Cái viên này cuối cùng mình làm cũng được, nhưng mà mình làm trước để mình có tư thế mình nhìn đấy. Đó, nó gịch vậy nè không, nó gịch cái bạc cái là nó văng đó, khó chịu không. À, nhưng mà các bạn cái cục các bạn sẽ rất là mướt, cục mình thì mình lắp đi lắp lại mình cân chưa có đều. Rồi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. À, mình ghép tới 9 cụm á, mình ngưng lại. Rồi ok, tới đây là coi như ghép xong. Mình sẽ ghép thêm 2 cụm nữa rồi sau đó mình tiếp tục. Không, quy trình nhắc lại không, ghép hai thanh này, thanh dài này canh hướng để cái viên này này với viên này cùng chiều bên đây để mình canh, mình canh để mình ghép cái thanh cái viên nằm bên đây hay cái viên nằm bên đây, sau đó mình ghép lại tương tự như vậy. Cái viên xanh vàng kia mình cũng canh mình ghép, hoặc là mình suy ra viên thanh dài nó mặt xanh thì viên kia nó mặt vàng. À, sau đó mình làm ba viên này, ghép ba viên này để mình ghép một cái viên này không, nãy mình ghép cái này rồi, mình ghép cái thanh dài cho các bạn thấy rồi. À, mình ghép thanh dài xong với cái tứ giác xong mình nối vô các bạn thấy rồi, bây giờ mình ghép cái này không, mình canh hướng để mình ghép, bởi vì cái thanh ba viên này nè nó nằm hướng này cũng được và nó nằm hướng bên này cũng được, thành ra mình ghép bên nào á cho nó thuận. Chỗ này viên này chưa ghép nè, bây giờ mình ghép vô không. Giả sử như hai thanh này mình ghép rồi đi ha, bây giờ mình ghép cái viên xanh này vô cũng vậy nè, viên xanh này nó đi xéo qua nó thành ra một cụm xanh xanh vàng vàng. Các bạn ghép ba cái thanh này sao á, là tại vì ba cái thanh này nó dễ cắt lắm, còn cái thanh dài này nè với cái miếng tứ giác nó không có ít cắt, mình ghép ba cái thanh này vô để mình né nó dễ thôi giống vậy trơn á. Còn bạn ghép sau trước gì cũng được không, cái này à, thì cái này ở lại, cái này đi xuôi qua ở lại nè, đi nè, đi nè, ở lại nè, bắt đầu suy nghĩ mà tại sao nó ở lại không, ở lại nè, vậy nó ở lại, thằng kia đi lên nó mới gắt vô được, thằng này đi lên, thằng này ở lại
thì rác là bên này. Đây viên rác này đưa lên. Ở lại đi đi B2 dễ không? Chẳng qua là lúc đầu nó hơi khó khó một chút, tại vì mình lusibu á, mình suy nghĩ lusibu á, nó nhiều khi nó khó thôi. Đưa qua em nở lại, cái thanh dài này nó nằm bên này, nó nằm mé bên này thì cái đường đi nó mới đi được. Nên cái này quen thôi, chỉ cho các bạn biết vậy ha. Đây em này đi lên, lên gặp bạn mình trên đó. Cái đoạn sau nó có công thức, nó cũng hơi khó khó một chút. Này dướng cái các bạn gịch cái này nó văng ra liền. Đó thấy không? Nó dướng nè. Đi bên này. Bài gì? Kém vô. Xuống xuống lên lên bên này. Để mình làm lại cái viên màu xanh này nè. Không, mình trả nó về chứ không làm lại. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Đưa qua. Bốn viên xanh nè, 1 2 3 4 nó không? Đây, 1 2 3 4 nó đưa lên. Đó, hai bạn này tạm thời bị chia cắt, bây giờ mình nối hai bạn lại. Đây nè, chia cắt nè. Nó còn một mảng nằm dưới nữa. Đây nè, đó mình đưa hai bạn này đó tạm thời chia cắt, chia ly chút xíu thôi, rồi mình lại gặp nhau thôi. Rồi. Ok. Xong. Một dải này. Nếu bên kia mình ghép xong rồi, còn nếu mà mình ghép trước vậy mình phải cố gắng mình giữ cái này. Các bạn đưa cái này vô rác là nó sẽ bật ra liền. Đây còn rác rất là nhiều, không? Đây. Thao tác nó vô đó. Ghép cái này cho nó dính lại. Viên thanh dài cái này, nhắc lại ha, cho nhớ. Hai thanh canh cái viên giữa coi nói bên nào. Xong rồi ghép ba cái thanh này lại cho nó dài vậy. Không. Sau đó thì định vô giống như nãy mình làm. Đầu tiên vô cái đoạn này mình làm đó, đưa qua. Bên đây đưa qua. Okay. Nhớ là canh. Bạn này ở đi ở. Bạn này đi, bạn này ở lại, bạn này đi, bạn này ở lại, cứ coi. Bạn ở lại phải chuẩn bị rác cho bạn ở lại. Để các bạn ở lại trả về có rác thế vô. Rồi trả hai viên tam giác này lại. Ok, đây, thao tác là vậy không? Chúng ta tiếp tục nhìn cục đôi bít không? Cũng đoạn cuối này nó có mấy cái vấn đề. Còn 3 cụm. Các cụm khác các bạn từ từ ghép không? Ghép từ từ, không có gì phải hoàn chỉnh cục đôi bít sớm. Này nó làm cho nó nhanh, này nó phải như thế này, phải thế kia không? Mạch, từ từ là ok à. Này, bây giờ còn 3 cụm này. 2, 3. Bây giờ mình phải nhiều cách làm chỗ này lắm. Có người sẽ ngồi ghép từ từ cho nó đều vô. Có người thì ghép theo kiểu công thức. Thì mình thì ghép kiểu này. Mình sẽ ghép vậy. Mình sẽ ghép ba cái thanh này trước. Hai cái thanh chứ, sáu, còn sáu cái thanh chặn nè. Mình sẽ ghép lại. Sau đó mình lèn những cái viên bự vô này như viên cạnh giữa này. Mình lèn vô, rồi mình xử lý những cái viên tứ giác này với viên này đó, chỉ như tam giác nhỏ đó, mình xử lý bằng công thức, hai cái sao xử lý bằng công thức. Bây giờ ghép không, thì hai viên này nằm đây, ghép hai viên này, mình phải canh, thì viên này nó đi xéo mà, nó sẽ ghép được, thì cái viên rác nó nằm bên này, hoặc là viên rác nằm bên này tùy, không? Thì viên rác nằm bên này để mình đưa làm sao mà khi mà cái viên xanh dương đỏ này nó trả về thì cái xanh dương đỏ này nó chung vô đây. Y như 4 x 4, 5 x 5, 6 x 6 mình ghép 3 cụm sau cùng á. Thì cái rác phải để cái thế thì sao nó chung vô được. Giờ làm ha. Ở những viên này từ từ. Đây. Này vậy đó không? Đưa xuống B2. Đây xe hơi gần không? Hơi gần làm các bạn bị chối chối ha. Robot này khó thì các bạn làm theo tư thế khó để mình rèn luyện cái tư chất của mình nè. Mình thường thường những người đối diện chuyện khó hay làm nhanh dối á là nó hư chứ đâu có gì đâu, chuyện rất là khó mà. Robot nó nhỏ nhưng mà rất là khó. Các bạn chơi cục này xong các bạn hỏi các bạn bè, các bạn tất cả mọi người không có ai chơi hết, bởi vì nó rất là khó. Đây.
chanh cam, chanh cam đây, đưa qua này, đưa lên từ từ không, nó dướng mà phải chặn lại. Ok, xanh cam không, đưa qua xuống xuống lên lên, đổi này vô đừng có thấy người ta đảo đủ ào ào, mình đảo theo ào ào mình làm sai không, cứ từ từ nó dướng này không, gặt cái nó dằn luôn trước khi nó bị dướng á. Các bạn xoay 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 xéo 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 một cái là nó hết rồi. Để cái viên nó lòi ra đó mà. À, làm rất là sợ nó bung ra các bạn. À, có nhiều cục nó mướt á, nhiều cục thì nó lại không được vậy. Ok. Xong không? À, xanh đỏ. À, trắng xanh. Xanh đỏ, trắng xanh. Ok. Rồi trắng xanh. Ok. À, ngắn nhưng mà cắt clip cho nó chắc cú. Ok, chúng ta tiếp tục. Bây giờ cái công đoạn là chúng ta sẽ lèn những cái viên giữa này vô. À, lèn vô. Cái khâu này rất là khó nha. Nếu mà các bạn làm parity không kỹ thì lúc này sẽ phát sinh parity. Lèn vô nó bị ngược đầu. À. Thì bây giờ xanh xanh dương cam. Bây giờ mình tìm một cái viên xanh dương cam để đây. Viên giữa đó không? Chậm chậm ha. Đây. Ok. À, xanh dương cam. Thì xanh dương cam nó đi thẳng từ đây qua đây. Sau đó là mình sẽ dùng cái viên trắng này nè. Xanh dương cam này không, nó đi thẳng. Nhưng mà có điều là cái gì? Nó đi thẳng thì nó không có mang hai cái viên này theo. Đó. Thành ra chúng ta đảo lại. Cái chỗ này là công thức nha. Công thức nó hơi cái quy trình cho mấy công thức. Mình coi không. Xanh dương cam đây. Nó đi thẳng qua bên này. Cái màu á. Màu này nè. Cái màu xanh dương. Cái màu viên cạnh á. Viên cạnh giữa đó. Nó đi thẳng từ đây qua bên đây. Đồng thời nó mang hai cái viên sau nó qua bên này luôn. Nó sẽ đúng được một bề. Anh xui mà. Này không. Làm không. Từ từ nha, vào đây u phẩy rồi làm xuống xuống lên lên bên này không, xuống cứng rồi. Xuống lên làm nó nguy hiểm, cục rubik nó nguy hiểm, lên không, lên, với lại mình cũng muốn làm chậm nha các bạn coi, xong rồi lấy cái cụm này nè, đẩy qua bên đây, đẩy gì không, đây, làm xuống xuống lên bên này, không, xuống. Xuống đó, nguy hiểm quá không, lên nè, không biết giờ xuống xuống là lên cái hướng nào nữa. Lên. Lên. Ok. Đổi cái này qua bên này. Có thể mình làm sai rồi đó. Mình bị phân tâm đó các bạn. Làm xuống xuống lên bên này. Tập trung quá nhiều khi nó không hay ha. Tập trung quá cái quên. Rồi. Ok, không. Trở lại. Ok. Cái cụm nó đi thẳng, từ bên đây đi thẳng qua.
đồng thời nó mang hai cái viên hồi nãy nó hên nó vô đó, nó qua đây luôn, nó thành một cái cụm mới rồi. À, còn hai cụm, cụm này với lại cái cụm kia đâu rồi? À, thì nó màu xanh nó đi thẳng. Thì thầy nghe, cái chỗ này nó quan trọng á. À, nhiều người làm những cái giai đoạn này làm nhanh quá rồi không kịp. Màu này nè, nó đi thẳng qua. Màu này nó đi thẳng qua. Thì hai cái cụm này nó sẽ đi thẳng qua, nó đến nó ok luôn. Rồi, qua được. Y vậy. Hai cụm này. Không, u trừ. Rồi. Một tô ha. Dướng nè. Dướng không? Kỳ lạ không? Chậm chậm ha. Ủa mà đâu có ai bắt mình làm nhanh đâu. À, bây giờ làm chỗ này nè, qua bên này hai cụm này không, trắng xanh xanh đỏ nó qua bên này xuống một bên không, xuống chán quá ha, nhìn mình làm chán quá ha, lên. Lên làm tốc độ quen rồi không, bây giờ nó nhìn chán chát. Bên này làm xong, qua bên này xây cái này qua đây, xây cũng từ từ nghe, các bạn xây nó hay xéo lắm. Này là bên này rất là căng thẳng mệt, xuống xuống lên, cái tay mà nó xéo các bạn, lên ok, đổi này ra sao, hồi nãy là bên này giờ là bên này, xuống xuống dướng. Trong cuộc đời này nó vậy đó các bạn, nó có những thứ mà nó rất là căng thẳng mà mình lại tưởng nó đơn giản, rồi mình cứ làm theo cái động tác đó rồi nó xây xuyển một số rất là nhỏ. Thí dụ như mình đó, giải 3 x 3 đó hay bị trục trặc. Rồi xong cụm này, xong cụm này ok không, mọi chuyện đều bình thường không. Rồi nghĩa là mình sẽ ghép cái viên này, viên này, viên này ghép lại, còn những cái viên này mình có cái công thức mình đưa vô nè. Còn cái kia thì nó may nó hên nó vô một đống ấy. Đây còn thiếu viên á, ví dụ mình làm lúc thâu mình làm là 3 viên rồi, đã ngưng cho viên đi 3 viên, nếu thiếu viên mình lấy viên đệm này nè, viên đệm rất là nhiều rồi ha, mình ngưng rồi. Chút xíu nữa mình chỉ một công thức nữa, rồi cái công thức cái tam giác nhỏ này các bạn biết rồi, cái công thức đó chỉ là xong đó. Rồi chút nữa chúng ta tiếp tục, chúng ta tiếp tục. Thì mình thấy cục Rubik lỏng lẻo quá thì mình
Để cái trục 3x3 mà cái cục nhỏ nhỏ giống vậy các bạn, mình thay cái trục bên trong rồi mình chỉnh lại, mình ráp lại, hy vọng lần này nó sẽ êm hơn. Cục này là cục khó mà, thì nó lu sơ bu chút xíu thôi, còn nhiều vấn đề nó cũng dễ, nhưng mà tại vì mình đối diện với cục nó có thể nói là kỳ nhất thế giới đó. Tại vì trên một cái mặt này mà cắt nhiều như vậy, nó chỉ có ghi lép thôi, mà ghi lép thì lại dễ trên nền tảng của Dino, thành ra rất là dễ dàng nó xây góc. Cái góc nó là tâm thì nó dễ, còn này tâm một chỗ, những viên này nằm một chỗ rồi nó treo lơ lửng trên đây nè, nó dễ bung. Bạn chơi cục này thế nào mà bạn vội quá là nó sẽ bung, chỉ chậm chậm như mình vậy đó, từ từ nắm xây cho nó gọn, nắm chặt gì nè, thì bạn giải được cục này, các bạn giải được rất là nhiều cục tương tự giống vậy, giải thuần thục nha, chứ không phải giải mà kiểu giải xong mới mới có được con lần rồi đem cất, đó là nó lúc đó các cục khác thì cũng như mới luôn. Thí dụ như cục này biết cho Octota là mình giải y chang cục này luôn, dễ hơn rất là nhiều. Rồi sân min, rồi sân cúp mà dạng mà in băng gadit á, dạng băng gadit vậy thế giới giờ cũng thúc thủ, nó không ai giải nổi, mình cũng chưa giải nổi cục đó nè, chắc là để chơi mọi người không nghiên cứu không chú tâm đó đó. Rồi giờ nó còn có một số công đoạn mới không, mặc dù mình chỉnh lại đều ở trên rồi đó, cân chỉnh rất là kỹ, nhưng mà mình phải dặn cũng rất là kỹ. Hên mà mua cục này là chích collet, thành ra mình dùng băng keo nó không bị dính chút xíu thôi. Cái này bạn lấy cồn á, bạn chùi lẫn văng hết trơn à. Đó, rồi, bây giờ còn là một số viên ha, mình cũng tạo thế để nó có ba trường hợp ở đây thôi. Các bạn canh đúng ba trường hợp, bạn bập từ từ chậm chậm là nó vô hết. Đó, đừng có nhanh quá, tại còn số sót còn lại nó còn 8 viên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 chứ. 12 nhưng mà nó có những viên là nó trùng hơn, nó trùng nó sẽ có rồi rồi. Chắc còn lại có 8 9 viên à. Này. Cái công thức này nó có hai bên là đổi cái viên này nè. Không. Với cái viên cùng cùng cái chiều đi của nó ở mặt F và mặt B. Thí dụ à. Cái viên này. Nó đổi xuống cái viên dưới, thì mình để cái chiều đi của nó này ha, chiều đi là viên dưới không, đưa xuống thì cái chiều đi nó là viên này nè, không cái chiều đi của nó cái chiều của cái những cái cục những cái viên nó đi trên cái mặt đó. Rồi viên này nó đi qua đây, từ đây nó qua đây, nếu mình dặn u á, u phẩy từ đây nó xuống chỗ này không, đó, cái chiều đi của nó đó. Còn ví dụ bên trái cũng vậy, bên trái là cái chiều đi của nó. Ví dụ viên này nó không thể đổi viên này được, nó không thể thay đổi viên này, nó không thể đổi với viên viên này được, nó không có trên cái chiều thuận đi của nó đó, nhớ nha. Rồi mình chỉ nhớ đúng viên này thôi. Rồi mình suy ra cái mặt F nó nằm ở đâu, mình suy ra cái mặt B nó nằm chỗ nào. Này bây giờ mình làm không, đổi cái viên này ở chiều đi của nó nè, đây đây với cái viên này, dù đi với viên này ba viên không, công thức nó hơi dài dài chút xíu mà không có gì hết trơn á, nó không có dài gì hết trơn á, chủ yếu là mình làm cho nó chuẩn xác thì nó vô thôi hả, còn mình cứ lụp chụp thì nó sẽ văng ra hoặc là nó hư ra tùm lum, mà lúc đó sửa lại mệt lắm. Nhìn kỹ không, giờ làm không, nhìn kỹ không có gì phải gọi này u cộng là gì này không, R2 U cộng nó thì tệ không, R2 U trừ R2 rồi. À, cái chỗ này á có một số bạn hỏi mình ít lắm, tại vì ba gu vẫn khó mà, rồi hỏi những viên cuối nạp sao, đâu có gì đâu, giờ tới tay bạn nghỉ chút xíu cũng được, mắc gì đâu, đừng có vội gặt dịch tùm lum rồi nó văng tùm lum không. Đây R trừ nhìn kỹ không,
không? Đây là trừ, chỗ này cũng đi được này. Thì cái đường ranh này nó nằm ngay cái đường này, cái đường trắng đó không? Làm công thức mình ngưng lại vậy đâu có gì đâu các bạn. Các bạn đẩy công thức kiểu cho tốc độ mà. Mà đang đang chơi cái chuyện này là cái chuyện khó khăn mà. Đâu có gì phải tốc độ. Đua xe mô hình thì tốc độ làm gì? Vượt qua đồi núi, vượt qua đầm lầy mà, chủ yếu là vượt qua được hay không thôi. Còn đi tốc độ thì đi tốc độ ngoài đường trường chứ vô đầm lầy đồi núi thì tốc độ chi? Đó. Rồi, L phải. L cộng. Dưới không? Thiệt tịch ha, chỗ này còn gịch nhớ nó dằn L cộng đây kệ không, một cái đường đây rồi nhớ cái mặt cam này nè, với mặt trắng nè, tại mình quay cái này tư thế nó khó chịu quá, chuẩn bị quay D2 nè nó khó chịu quá, nên là các bạn nhìn không nhìn mặt này cũng quay xong cũng không biết nào. F là cam, U là trắng, để mình trả về D2 có thể xoay qua bên đây xoay. Có thể xây như vậy thế thì xây, mình nhớ cái mặt cam này thôi. Rất là chậm ha. Đây. Đây. Nhìn không? L cộng. L trừ. Rồi. R2 U cộng. U cộng. R2 U trừ dướng không, mình sửa lại rồi mình cũng đâu quay nhanh đâu. U trừ R2 U trừ cái nữa, U trừ dướng ha, dướng phía sau. OK, R2, nghỉ chút. Rồi mặt trắng EU, mặt này F, R cộng cũng để y vậy. Cái đường rãnh nè, nó đi ngay chỗ này nè. Các bạn quay ở trên, các bạn nhìn thấy xích tới tay, các bạn quay cũng dưới, quay cũng được. Ngồi để suy nghĩ, lum mất công gặt tới gặt lui, không? Mình đang chạy xe trên địa hình mà, gập ghềnh sỏi đá mà, không có cái gì mà phải vội hết á. Chỗ này bên này nó hơi dướng dướng á. Rồi rồi nhớ hai cái này, cam F U là xanh. Đó là cái cách thức để quay công thức dài, không có cái gì vội hết á. Rồi D2 chán quá không, nhìn các bạn mà chơi tốc độ, các bạn chơi thấy mình chơi biến thể các bạn chán lắm, để quen tốc độ rồi. Bữa nào tốc độ gặp mình là dân tốc độ á, thật sự hồi xưa mình là dân tốc độ các bạn. Đây D2 R cộng L trừ R2. Rồi bạn thấy không, ba viên nè, nó sẽ lôi theo cái viên tam giác nhỏ rồi đi theo nữa, nhưng mà tam giác nhỏ này mình có công thức mình nạp vô, không có gì phải vội hết, cứ từ từ ha. Rồi ba viên rồi là cái trường hợp làm bên trái. À, bên phải, tay phải mình. Cái viên này nằm bên tay phải. Nếu mà cái viên nằm bên tay trái thì xử lý làm sao? Dễ. Công thức ngược lại y chang vậy, nhưng mà để vị trí bên tay trái, cũng cùng chiều cùng đường đi. Cái viên này nó phải chạy xuống đây nè, nó chạy qua đây, nó chạy qua đây, nó chạy xuống đây thì là mặt F. Bên đây chạy xuống đây là mặt U. Đó. Bây giờ để lại cái viên bên đây không? Viên cam không? OK, đây. Không. Cùng chiều của nó nè, đây nhớ nha, ba trường hợp này các bạn cứ canh me bằng làm, không có gì phải vội hết á. Đỏ đỏ xuống đây,
À, bạn thấy cùng chiều không? Viên này nó sẽ qua bên đây. Nếu mình dặn u u phẩy nó qua đây. Dặn cái nữa nó qua đây. Dặn cái nữa nó xuống đây. Đó, vậy đó nó cùng chiều, các bạn sẽ không có rối lắm. Các bạn chỉ nhớ hai cái viên này thôi là sẽ suy ra được những cái vị trí của viên dưới không? Cái này cũng vậy. Nè, cái này đi cái này nè, viên này nè, nó đi xuống đây. Nếu mình dặn L á đi xuống đây. Rồi. Ok không? Chưa hợp thứ nhất. À, cái này mình sẽ phân ra thời gian rồi mình cắt clip không? Ok, chúng ta tiếp tục. Đó là bên trái các bạn. Hơi căng thẳng chút xíu ha. Mà cũng đâu có gì đang còn căng thẳng đâu, nên mình chỉ làm bên trái thôi. Rồi. U trừ. Nhớ cái thanh này lúc nào cũng nằm bên này hết, cái đường rảnh nó chạy bên bên này nó không có lôi theo cái thanh đó, nên các bạn phải cẩn thận. L2. U trừ. L2. U cộng. L2. L cộng. L trừ. Cẩn thận ha. Rồi, đi 2. Nhớ cái mặt cam, mặt trắng. Ừ. Đi 2. Dướng này không. Tại cái tư thế nó không có quen các bạn, tư thế phải móc đi 2 từ đầu đến cuối, mình đâu có móc đi 2. Mình toàn là để xây u cộng với đi cộng không à. Đi 2. Khó. Khó chịu thiệt. Nhưng mà cái người nào mà sẽ phát minh ra cục Rubik này là người đó rất là giỏi về toán học á. Nó ông người đó nhìn thấy các viên nó chạy, nhìn thấy đường đi của các viên không, rồi thiết kế ra chắc cũng phải một đội ngũ cả chục người ấy chứ. Đi ha. Mặt cam, mặt trắng. Rồi. L cộng. L trừ chứ. R cộng. Chỗ này các bạn hay quên đó. L2 nè. Rồi. U trừ. Hình như mình có bị sai sai không ta? U trừ. L2. U cộng. À. Tập trung quá nó không. Làm lại không. U trừ. L2. U cộng L2. U cộng L2. L cộng R trừ. Nhớ ha, mặt cam mặt trắng. Đi 2. Khó chịu ha. Với phần mình cũng siết ốc hơi cứng á. Mình đi bung mấy lần mình cũng hơi sợ sợ cái tâm lý á. Để vậy làm luôn đi. L trừ. L cộng. L2. Ok không? Rồi. Trường hợp 2.
vô các kẹp không, vô các viên. Ok rồi, trường hợp 3, thật ra trường hợp 3 này là trường hợp 2 thôi các bạn, không có gì trên trường hợp 1 thôi. À, mình cắt clip không. Ok, chúng ta tiếp tục. Thì cái trường hợp này á, nhiều bạn rối lắm. Rối tại vì căng thẳng, giống như mình vậy đó, nhiều khi cũng căng thẳng công việc, giải rubik nó căng thẳng rồi quên một số trường hợp. Bây giờ còn hai viên, hai viên parity khó khăn, nhưng mà đâu có đâu, tại vì trên đây nó rất là nhiều viên, cái trường hợp này nó nhiều lắm. Mình xử lý cái này, mình thì cũng chơi rubik lâu rồi, cũng có chỉ dạy những cô bé xung quanh nhà rồi này nọ, những đứa học sinh rồi đó, cứ vậy à, cầm tới hỏi ôi chú ơi còn anh ơi còn hai viên sao. Hai viên thì lấy viên khác đệm vô, đệm không được mới là parity không, đệm không. Đó, viên này qua viên này, viên thanh dương sẽ qua viên xanh lá. Viên xanh lá này đừng có quan tâm với viên tam giác ở trong nghe, ngồi nó suy nghĩ để vướng bận trong đầu. Xanh dương xanh lá, viên xanh lá này đi đâu không, viên xanh lá đi xuống dưới, lấy viên xanh dương là đệm được không, không được, lấy viên xanh lá đệm không, đây đưa xuống cũng còn vướng ha, cũng rất là mệt ha. Cái cục Rubik này á, nó vướng cho các bạn phải từ đầu đến cuối á, thành nó xoay rất là nhẹ nhàng. Những cục tương tự như vậy á thì nó ít vướng hơn, nhưng mà nó cũng vướng, giống như picture of Tota đó, nó cũng vướng rất là nhiều. Đây viên này nó sẽ đi xuống đây, viên này nó sẽ đi xuống đây, viên này đi lên trên, đúng hết không. Rồi từ từ không, cứ chậm chậm, không có gì phải vội. Rồi chúng ta làm cho nó đúng cái bên đúng chuẩn, thì nhiều viên hay ít viên gì nó có mấy viên thôi, không có gì phải vội mà chạy tới chạy lui. Rồi viên này không, u cộng R2, u cộng R2, U trừ R2. Rồi, nghĩ chút. Khó mà. R cộng, R trừ chứ, R cộng. Này, ok không? Nhớ cái mặt này mặt xanh, hồi nãy nó là mặt trắng mặt vàng gì đó không, này mặt cam, cam là F này này không, U đi hai, để mình xoay đi hai, mình đổi tư thế khác mình nhớ, không có gì ghi giấy không, đi hai không, mới xoay đằng dưới không, tư thế hơi lạ chút xíu mà rất là dễ văng viên, các bạn văng ra một viên thôi, các bạn ép gì cũng được, tại nó treo mà, nó treo nó ép rất là cứng các bạn. Đi hai quay lại đây, R cộng, R trừ, R cộng, R trừ, R hai. Rồi tới đây các bạn vội, các bạn gặt cái lẫn dằn rất cực khổ ha. U cộng R2, U trừ, nó dưới phía sau nè, đang R2, U trừ, R2. R trừ, A là cộng,
không, cam, xanh, nhớ đổi tư thế khác lại, đi hai dướng này không. À, các bạn đừng nhìn những cái clip mà người ta giải bằng những cục đẹp, những cục đó là do người ta quảng cáo á, cho cái trang web đó, trang web cung cấp cho họ những cục rất là đẹp, hoặc họ là mod lại rất là kỹ. Mình giải cho trạng thái là các bạn cùng giải với mình đó. Cứ vui vui thoải mái giải cũng mệt chứ ha. Thường thường những cái cục này các bạn, à, khi nó dăng ra đó, đây là hai, đi hai chứ, đây là cộng, đây là trừ, R2, R2 không, R2 cũng vô hết rồi. Nè, những cục này nó dăng là thường nó dăng cái viên tam giác nhỏ này. Các bạn nới ra, nhớ nới từ từ nha, nới nhanh quá đó những cái chốt cho những cái con ốc trong nó dăng ra, nó bung toàn bộ luôn. Các bạn nới từ từ ra, nới các mặt từ từ ra, các bạn để vậy nè, các bạn dặn ra, nó sẽ bung, nó sẽ lỏng ra chỗ này chút xíu, bạn từ từ bạn ép nó vô, nó sẽ lọt cái con này vô. Thì sân min á, thì mình có một cái clip sân min, sau này mình giải sân min 12 mặt, cái cục này mà 12 mặt á, sân min nó không có hai cái thanh dài, nó dễ hơn chút xíu, nhưng mà nó cái trục trong nó trận nó ẩn giống như là sân sân cúp vậy đó. Thì khi mà mod cái này các bạn đè đó, mình mod cái đó đó, mình fix cái đó lại đè sân min, nó còn cái bị nữa là các trục trong nó chạy nữa các bạn. Ok xong, à, cục Rubik xong không. Thì còn mấy viên nhỏ nhỏ thì các bạn dùng công thức cũ á, cắt clip đi không? Cho nó an toàn. Cái clip này mình làm hơn 10 clip á, từ từ chậm chậm làm tới đâu rút tới đó. Những cái viên nhỏ nhỏ này nè mình nạp lại, càng nhiều viên, nhiều viên cũng ít viên thì cũng vậy hết. Mình mượn đường trên đây mình nạp, ví dụ vậy không, đỏ đi lên, à, mình đưa cái viên viên xanh này lên đây, viên đỏ qua đây, viên đỏ này xuống đây, đúng cái này. Rồi sau đó mình mượn cái viên xanh bên kia mình làm u cộng ăn rồi phải mới đụng cái là nó dướng rồi. Cái mặt đỏ này nó hơi hơi bị cấn chút xíu, tại mặt đỏ mình làm con cái trục khác. U trừ dướng ha, dướng nè, mệt ha, u trừ F2 là phải u từ từ nghe ăn là công thức này là biết rồi ha. F2 u cộng ăn là u trừ rồi, à, nó vô cái này rồi, phát sinh hai viên này, mày sửa lại thôi, không dễ mà, đưa xuống, rồi viên đỏ này nó sẽ lên đây, nó đẩy viên đỏ qua đây, viên xanh xuống đây, u cộng, ăn là phải, u trừ F2 ăn là phải u ăn là F2 u cộng ăn là u trừ. Rồi,
Sau đó chúng ta giải 3 nhân 3. 3 nhân 3 chắc chắn là nó không có parity gì hết. Tại vì nó đâu có gì đâu parity. Chỉnh hết rồi. Mọi thứ đều chỉnh rất là chính xác không? Mình tổng kết lại không? Cái Rubik này thì nó khó. Các bạn có thể chơi những cục tương tự, mình để cho màn hình đó, rồi mình có comment đó. Thì những cục tương tự thì nhiều, bốn cục. Hoặc là chơi bago là chùm là nó hết luôn. Các trường hợp cục này trên 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 con trên các thao tác mà làm cái cục này á, nó nằm hết trên bago. Thì ít hơn chút xíu á thì có sen cúp, sen cúp coi mình làm giải ba nhân ba mình nói chuyện luôn ha, có thể giải không được luôn. sen cúp của MF8, hãng MF8 với lại Dayan là có sự hợp tác không ạ? Ví dụ bên MF8 thì làm sen cúp, bên đây làm bago, nhiều cục giống vậy lắm, hai cục hai bên nó tương tự, nó nhìn hao hao giống nhau, giống như ray gì vậy đó. Một bên sản xuất làm 3 nhân 3, bên làm 4 nhân 4. Họ người Trung Quốc mà họ rất là đoàn kết, nhưng mà nhiều khi bây giờ nhiều khi họ thành một cái thế lực luôn đó. Mình ra những nhà thiết kế lớn trên thế giới chắc họ cũng gom gì hết, thành ra họ thiết kế đẹp hơn. Còn những cục mà handmade hoặc là 3D rồi các bạn giải cho nó vui thôi, hoặc là sưu tập cho nó biết, chứ thật sự thì nó đâu có gì đâu. Chẳng hạn nó cắt thôi, giống như Bilop Hexamine vậy đó, họ cắt ra 5-6 cục luôn. Trên thế giới á, cắt rồi họ nhìn thấy đẹp, bán 200-300 đô, 400-500 đô một cục. Nhìn vô rồi mua về coi, chứ thật sự giải thì nó cũng như đó. Hoặc là Professor Q, Professor Pyramid, chặt rồi này không. Hoặc là những cục khác nó cắt rất là đẹp, nhìn thì thấy phức tạp nhưng mà thật sự thì nó cũng y vậy đó, không có gì hết trơn. Rồi những người phát minh Rubik á hay lắm, ở bên Trung Quốc họ có những công ty phát minh Rubik rất là hay, như Very Puzzle Cam Xanh. Mình làm Rubik á, mình chú ý đến thao tác chứ mình không có chú ý tới cách giải, nên những cái chỗ này các bạn tự giải cũng được. Đó. Nó nhưng mà các bạn lại thích nhìn thấy người khác giải. Đó, như thật sự những cái thao tác đó nó quan trọng hơn. Nên mình làm sao mà mình đưa thao tác cho các bạn cho nó chuẩn. Giải nhất giải thích thao tác rất là chuẩn. Còn làm thì nhiều đó thôi. Là vậy đó. Hên mình làm một cục này hên các bạn, đầy đủ parity. Parity thì các trường hợp mình giải thích rất là rõ, rồi ngoài ra mình có được cái mod á. Các bạn vừa dựa theo phương pháp đó, những cái hình mình chụp mình để cuối clip á thì các bạn coi coi theo. Các bạn làm cho những cái cục khác, ví dụ Big Sur Octota nè. Chơi Rubik phải biết mod Rubik. Nhiều người chơi Rubik nè mà không biết mod nó uổng. Tại vì nó còn mua Lego, nhiều bạn mua Lego chơi nhưng mà thật sự làm gì mà bằng Rubik này được. Các bạn cầm một cục Rubik này các bạn xếp vô trình tự màu sắc á, nó rất là lâu luôn, mà so với Lego á thì nó hơn nhiều lắm. Đẹp. Nó bị dính hai cái này. Mình đổi hai cái này cũng được. Không? Mình đổi hai cái này thì cái dưới nó quáp. Thì tại dùng công thức nó phá ra.
Rồi, ok. Các bạn dùng công thức RU phẩy, RU, RU, RU phẩy, R phẩy, U phẩy, R2. Các bạn phá mấy cái hai cái thanh dính này rất là nhanh, nhưng mà nó sẽ lệch những cái này. Cái này là không sao nè. Hoặc là những trường hợp mà những cái viên dưới đây nè, nó không có đều nhau đó. Những cái viên cạnh, những góc nó không có đều nhau, giống như là biến thể 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5 nữa. Các bạn sử dụng công thức đó, nó sáu dưới trên công thức đó. Nhưng mà công thức đó nó hiệu quả lắm. Công thức đó một số băng radix ấy, mình giải cạnh trước không được, mình giải góc trước, rồi sau đó mình từ từ mình điều chỉnh lại. Thì công thức đó nó sử dụng trong trường hợp đó nó hay. Góc đây đúng rồi nè, thôi làm giải 3 × 3 đi, nói tào lao hồi nó hư đi. Này bằng rảnh á, bằng tháo ra. À, các bạn đúng hết rồi ha. Hai viên đúng rồi, hai viên đúng rồi nè, các bạn làm 2 lần thì cái viên nó chung lên lại. Một số biến thể cái góc này nó kỳ lắm, các bạn làm chui xuống đây các bạn không có biết nó vậy đó. Mình nói cái này hoài không, nó kinh nghiệm thôi, mình chia sẻ cùng nhau làm rubik cho nó vui. Trên đời này đâu có cái thứ đồ chơi nào, cái thứ nào mà nó trí tuệ và nó hay như rubik đâu. Những cái khác là kiểu là vui, còn cái này nó khác, nó tào lao rồi, nó hư rồi đó, thiếu mất nhịp thiệt tình không, tào lao thiệt. Không sao, coi thêm chút nữa ha, giải 3 × 3 cho nó biết ha. Với mình cũng còn một số ý nói các bạn, nhưng mà tính nói riêng giải 3 × 3 nói luôn, nếu thiếu một nhịp RD đấy, nhiều người bị cái đó lắm. Rubik làm cho mình có sự tập trung cao độ, nó hay lắm các bạn. Ví dụ bây giờ bạn là kỹ sư, thấy không? Các bạn đâu có điều kiện các bạn thực tập đâu. Thực tập cái tâm tính, thấy không? Thực tập cách làm. Lý thuyết về cái máy móc đó, về những thiết bị đó thì nó có sẵn rồi. Bây giờ những cái không quên một cái nhịp đó không?
bạn thấy nó quay không? Rất là cực khổ ha, nó làm chụp 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 chụp. Do mình cân không có đều các bạn, mình cân chỗ này lỏng vô kia được á. Rồi xong. Ba gô. Ví dụ cái nghề đó đó, mình làm mình đâu có điều kiện thực tập cái tay nghề mình nó cứng cáp đâu. Những giờ thực tập trên trường, ngoại khóa hoặc là thư viện đâu có đủ. Tất cả đều không có đủ hết. Thì mình sử dụng Rubik để mình rèn luyện cái tư chất của mình. Ví dụ kỹ sư xây cầu, kỹ sư làm đường, đâu phải cái đường lúc nào bằng phẳng đâu. Xây trên núi, xây ngoài biển, chỗ này sạt, chỗ kia lở. Thì cái người điều khiển được tâm tính á, họ sẽ đứng họ đối diện chuyện đó khác. Còn những người vội vàng, các bạn thấy trên đời này rất là nhiều cái sự kiện mà xảy ra đều do con người nó không có điều khiển được cái tâm tính của mình. Nha. Mà học Phật và học Phật thì thấy, nhưng đâu phải ai cũng học Phật hiểu đâu. Đó, nhiều khi nghĩ khó hiểu quá, rồi nghĩ không đúng. À vậy không? Có điều kiện Rubik, thí dụ cục Rubik này, cầm lên chơi, xác định rất là rõ, lúc nào nó cũng bung được. Nó có ba cái đặc tính nè. Thứ nhất là lúc nào nó cũng bung được. Thành ra khi bung ra là đừng có nên buồn bực gì hết, lắp vô. À, cân chỉnh lại, trục bên trong nó hư, lấy cục 3x3 nhỏ gắn lại. Tháo cái trục nó dục, gắn cái trục khác vô, hoặc là lấy cục 3x3 đó đó, cái trục cũ của ba gô nè, đổi với cục ba trục 3x3. Trục 3x3 thì cái nó quay có 20 mấy cục rồi thì nó khác. Trên đây một mặt nó gần 20 mấy cục rồi mà. À, cái vấn đề thứ hai là giải chậm, công thức nó dài, giải từ đâu rút tới đó rất là kỹ. Ví dụ 3DT đi, lệch hai góc, lệch cạnh, mà hai cái đó nó cùng có một chỗ thì làm hai góc trước, làm cạnh sau gì đó theo comment mình. Làm chưa được thì cứ từ từ mà làm, giải 3x3 lại. Các bạn giải một cục này bằng 4 cục mà. Giải xong cục này là bạn giải luôn ba gua luôn, khỏi cần phải công thức thêm gì trên. Có hai một số 3DT rất là dễ. Không? Rồi giải được luôn sân min luôn, sân cúp luôn. Còn sân min nó chỉ phức tạp thôi. Đó, rồi mình giải cục sân min thì sau này mình sẽ giải cục sân min ha. Nó phức tạp với một số 3DT thôi. Không có gì. Đó. Các bạn giải cục này là bạn giải được 3 cục. 4 cục. Rất là nhanh luôn. Bốn hãng khác nhau sẽ làm 4 cục giống nhau, nhưng mà cục của ba gua là cái cục phức tạp nhất. Cái vấn đề thứ ba thì chơi Rubik này nữa đó. Từ từ ha, thứ nhất là chơi cục này từ từ mà chơi. Cái thứ ba nữa là chú ý có những cái công đoạn rất là khó khăn, chú ý chút xíu, chú tâm vô, đừng nên suy nghĩ mông lung. Như mình suy nghĩ mông lung mình giải 3x3 sai ha. Rồi xong cục ba gua thì mình nói nhiều lần rồi đó, trong tất cả các cục Rubik mà khó như vậy, kể luôn vua 4 luôn, thì gút mắt khó chịu, lúc nào cũng muốn hư được, không biết làm được hay không, cầm lên chơi không biết làm được hay không. Giải xong rồi bỏ vô tủ, mấy tháng sau cầm ra y như mới vậy đó, là cục này ba gua skill by copterless, Saturn Rage plus 3x3, Saturn bẹt muta cúp. Đó là những cái cục rất là khó, rất là biến đổi hoàn quyền ảo. Các cục khác để ý chút xíu là giải quyết được. Thì đó, các bạn giải được 4 cục này là bạn thành một tay cao thủ xuất sắc rồi đó. Nó đâu phải nói mình nha, mình thì tại vì mình cũng có một số điều kiện Rubik này không. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip này, thì mình làm ngắn lại, nhìn một clip 1 tiếng mấy, nhưng mà thật sự so với những người khác thì nó ngắn nhiều. Những người khác họ giải phân tập thì nhiều khi cũng 4-5 tập cộng lại thì cũng 5-6-2-3 tiếng rồi. Mình giải ngắn đi, tại vì mình giải trước một số cái mình chú ý đến thao tác. Các bạn dành thao tác đó, nhìn thấy thao tác đó là các bạn làm được. Không? Học hỏi ha, bắt chước, học hỏi. Mình cũng bắt chước người ta thôi, không có gì mà buồn bực xấu hổ một cái gì đấy. Bắt chước là không xong nữa, chứ đừng nói mà phát minh nghiên cứu gì. Mình thì giải Rubik mình phát minh nhiều cái lắm á, nhưng mà trên nền tảng học hỏi những người đi trước, những anh đi trước, bắt chước người ta nghiên cứu. Như toàn bộ dòng Daisy 3x3 Plus hoặc là Bermuda đó, Saturn rồi đó, One Home rồi mình phát minh không đó, nhưng mà có đều là gì cũng phải bắt chước. Rồi.
bắt chước là học hỏi ha, không có gì phải buồn ha, không có gì phải lo lắng, là bắt chước là mệt lắm, bắt chước là học tập đó, hồi nhỏ bắt chước cô giáo là học tập đó ha. Giờ cả ngày bạn không gì bắt chước, sáng mở mắt ra là bắt đầu bắt chước rồi. Bắt chước người ta đi xe, bắt chước người ta làm gì này, có làm này nọ, mà nói hơi dài chút xíu tại vì clip lỡ dài rồi. À, bà gua rất là hấp dẫn. Cục này mình giải cho các bạn á, là ít nhất phải 3 4 lần mình tính dục mình mua cục mới rồi đó, nhưng mình sẽ cố gắng với nó tiết kiệm được. Bây giờ nó đẹp đẽ ha, rất là đẹp. Ngoài ra còn có hình ảnh cho các bạn up lên để các bạn coi mod nó như thế nào. À, mod nó cũng thú vị lắm, từ từ mà mod. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã xem, bye bye.